Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và hôm nay là 30 phút yoga toàn thân, tập trung vào phần vai, gáy, cột sống lưng và làm dẻo khớp hông của mình. Rồi khi nào các bạn sẵn sàng, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu bằng tư thế ngồi thật thoải mái. Bạn có thể bắt chéo hai chân của mình với nhau, hoặc nếu muốn có thể duỗi nhẹ hai chân của mình về phía trước. Và bây giờ nhẹ nhàng nhắm mắt. Hãy hướng tâm trí về lại với hơi thở. Hít vào và thở ra bằng cả hai cánh mũi. Khi hít vào, bụng phình ra. Thở ra, bụng xẹp xuống. Cảm nhận hơi thở đang di chuyển thật nhịp nhàng, chậm rãi dọc khắp cơ thể của mình. Và bây giờ, ta hãy quan sát dọc cơ thể của mình. Đi từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Tâm trí bạn đi tới đâu, hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình tới đó. Thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng vai, thả lỏng lưng, thả lỏng hông, thả lỏng chân, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy để tâm trí và cơ thể của mình thật thoải mái, bước vào buổi tập. Rồi, tiếp tục hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, căng lường hết mức có thể. Sau đó thở ra bằng hạ tay trái, nghiêng lường hết mức có thể về phía bên trái. Hãy cảm nhận cơ lưng bên phải của mình đang được kích hoạt hết mức. Giữ 3, 4 và 5. Tiếp theo từ vị trí này, bạn đẩy mạnh vai trái của mình về phía trước, mở vai phải của mình về phía sau, xoắn cơ lưng. Liên tục như vậy, hãy cảm nhận phần lưng, vai, gáy đang được kích hoạt hết mức cơ thể. Hít sâu và thở chậm. Nơi hít vào, trả vai của mình về chính diện. Sau đó thở ra bằng đổi bên. Hạ tay phải, tay trái vươn qua khỏi đầu. Từ từ nghiêng lưng hết mức cơ thể về phía bên phải. Tương tự, hãy chú ý tới phần lưng bên trái của mình. Tiếp tục kích hoạt sâu. Từ vị trí này, bạn đẩy mạnh vai phải của mình về phía trước, xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên trái, mở vai trái của mình về phía sau. Hít thở 3, 4 và 5. Nơi hít vào, trả vai của mình về chính diện. Sau đó thở ra, ta tìm cách vào tư thế cái bàn. Hai tay của mình mở ngang vai, gối mở ngang hông, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Từ vị trí này hít vào, lực bạn dùng vào bên trái, nâng chân phải của mình về phía sau, cố gắng duỗi căng chân phải của mình hết mức có thể. Tiếp tục hít vào, đánh chéo chân phải của mình về trái, mắt nhìn qua vai trái. Sau đó thở ra, bạn mở mạnh chân phải của mình sang ngang, mắt nhìn theo phải. Tương tự hai, hít vào, chân phải chéo trái. Thở ra, đánh chân phải của mình sang ngang. Ba, hít vào, bạn chéo chân. Thở ra, mở mạnh chân phải của mình về bên phải hết mức. 4. Hít vào, chéo chân. Thở ra, đánh chân phải của mình sang ngang, mở hông. Và 5. Hít vào, bạn đánh chéo về phía bên trái. Sau đó thở ra, lần này di chuyển luôn chân phải của mình về phía trước, đặt chân phải bên ngoài tay phải. Tiếp tục hít vào, tay tạo thành hình chiếc cúp, giữ cho lưng của mình thật thẳng, bạn trương vai về phía trước. Sau đó thở ra, gập khuỷu tay, từ từ cúi gập người của mình xuống, cảm nhận sức căng ở cơ đầu gối chân phải. Tương tự hai, hít vào vai lớn, thở ra gập vai của mình xuống. Ba, hít vào lớn, thở ra cố gắng giữ cho gối phải của mình thật thẳng. Năm, hít vào nâng vai của mình lên, thở ra cúi gập siết chặt cơ bụng của mình lại. Và hít vào nâng vai của mình lên. Từ vị trí này thở ra bằng gập đầu gối chân phải, đẩy hông của mình về phía trước, nhấn hông của mình xuống. Hít vào tay trái của mình áp thảm, từ từ xoắn phần thân trên hết mức cơ thể về phía bên phải. Bạn dùng tay phải đẩy gối phải của mình sang ngang, ngã đầu ngã vai của mình về phía sau, giữ hái. Liên tục nhấn hông của mình xuống. Bá. Đúng rồi, mở mạnh gối phải của mình sang ngang nhiều hơn nữa. Và nằm hít vào về chính diện bằng ấn mũi chân trái nâng hông. Từ vị trí này tiếp tục áp lòng bàn chân trái của mình về thảm. Quan sát giữ cho hai gót chân của mình trên một đường thẳng. Hít vào, ta vào tư thế chiến binh số 1.
Nâng hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, tư thế thật vững chãi và mạnh mẽ. Liên tục ở vị trí này, bạn đẩy hông trái của mình về phía trước, giữ cho hai hông trên một đường thẳng. Liên tục hít thở, vừa căng lường vừa áp mạnh hai lòng bàn chân của mình xuống. Lại tiếp tục từ vị trí này, bạn đặt khuỷu tay phải trên đầu gối chân phải, tạo vào tư thế góc nghiêng. Sau đó thở ra, xoay thật chậm rãi phần vai trái của mình. Hít vào, bạn hạ vai trái xuống. Thở ra, nâng tay của mình về phía sau. Tiếp tục hít vào, căng tay về phía trước, hạ tay xuống. Thở ra tay sau, bạn nâng tay lên. Ba, hít vào tay trước, tay xuống. Thở, tay sau, nâng tay lên, xoay thật chậm rãi. Bốn, hít vào, thở ra, căng lưng. Lại năm, hít vào, căng tay về phía trước. Sau đó thở ra, bằng áp tay trái của mình xuống. Lúc này nhấn mạnh phần hông trái, đồng thời tách cúi phải của mình sang ngang, nâng tay phải của mình lên. Hít vào, bạn nâng hông. Thở ra, hạ vai phải của mình xuống. Tương tự hít vào, bạn nhấn hông của mình xuống, căng tay phải về phía sau. Sau đó thở ra, nâng hông lên, tay phải về phía trước. Tiếp tục lần ba, hít vào, hạ hông, tay phải sau. Thở ra, hông lên, tay phải về phía trước. Và bốn, hít vào, hông hạ, tay sáu. Thở ra, hông lên, tay trước, xoay vai phải của mình thật chậm rãi. Lượt cuối, năm, hít vào tay sáu. Thở ra, hông lên, tay trước, đồng thời bạn hạ luôn tay phải. Sau đó rút chân phải của mình về phía sau, trường vai của mình về phía trước. Lúc này mũi chân của mình duỗi, hạ khuỷu tay Chaturanga. Hít vào tư thế chó ngửa mặt và thở ra, bạn rút về tư thế em bé, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hai gối tách sang ngang, ngón chân cái của mình hướng vào phía nhau. Mông chạm gót chân, trán chạm thảm. Nhẹ nhàng nhắm mắt, tâm trí hướng về với hơi thở. Rồi nhẹ nhàng bạn thoát thế, nâng hông nâng vai của mình lên, ta trở lại tư thế cái bàn. Tiếp tục quan sát, giữ cho tay mở ngang vai, gối mở ngang hông. Từ vị trí này, lực dồn vào bên phải, bạn đánh mạnh chân trái của mình về phía sau. Cố gắng giữ thăng bằng ở vị trí này. Tiếp theo, hít vào, đánh chéo chân trái của mình về phía bên phải, mắt nhìn qua vai phải. Sau đó thở ra, đánh chân trái của mình sang ngang, mắt nhìn qua vai trái. Tương tự hai, hít vào, bạn chéo chân. Thở ra, chân trái sang ngang. Ba, hít vào, đánh chéo chân. Thở ra, chân sang ngang. Tương tự như vậy, bốn, hít vào, chéo chân trái. Thở ra, đánh mạnh chân của mình sang ngang. Và năm, hít vào, chéo mạnh chân trái của mình luôn. Thở ra lần này, đánh chân sang ngang, đồng thời bằng bước mạnh chân trái của mình về phía trước, đặt chân ở bên ngoài tay trái. Tiếp tục hít vào, áp tay chạm thảm, hoặc nếu muốn, tay có thể tạo thành hình chiếc cúp. Từ vị trí này, giữ lưng thẳng, bằng cúi gập người của mình về phía trước. Hít vào, bạn nâng vai lên. Thở ra, cúi gập, cảm nhận sức căng ở cơ đầu gối chân trái. Ba, hít vào vai lên. Thở ra, cúi gập, nhấn vai của mình xuống. Bốn, hít vào vai lên. Thở ra, cúi gập. Và năm, hít vào, bạn nâng vai của mình lên. Thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Liên tục hít thở, hít vào, nâng vai. Lần này thở ra, gập đầu gối chân trái, đẩy hông của mình về phía trước, nhấn hông của mình xuống. Lúc này tay phải áp thảm, nếu muốn, hãy dùng tay trái đẩy gối trái của mình sang ngang. Liên tục xoắn mạnh phần thân trên hết mức cơ thể về phía bên trái, mắt nhìn qua vai trái, giữ hái, nhấn hông của mình xuống, bá. Liên tục vừa nhấn hông của mình xuống, vừa tách mạnh gối trái sang ngang, ngã đầu ngã vai của mình về phía sau. 4. Và 5. Người ta thoát thế, thả tay trái bằng ấn mũi chân phải, nâng hông của mình lên, đồng thời áp lòng bàn chân phải của mình chạm thảm, gập đầu gối chân trái của mình về phía trước, ta vào tư thế chiến binh số 1 bên trái. Tương tự, quan sát, giữ cho hai gót chân trên một đường thẳng. Hít vào, bạn nâng vai, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, giữ đấy, hít thở, bá. Liên tục đẩy mạnh hông phải của mình về phía trước, hai hông trên một đường thẳng là đúng. 4. Và 5. Nơi nhẹ nhàng, ta vào tư thế góc nghiêng, đặt
khuỷu tay trái trên đầu gối chân trái. Bạn nghiêng lưng hết mức cơ thể về phía bên trái. Từ vị trí này hít vòng hơi thật sâu, xoay vai phải, hạ tay phải của mình xuống. Sau đó thở ra nâng tay lên. Tương tự hai, hít vào tay hạ, tay về phía sau. Thở ra tay lên, căng tay về phía trước. Ba, hít vào tay hạ, tay sau. Thở ra tay lên, tay trước. Và bốn, hít vào bằng áp tay phải của mình chạm thảm. Sau đó thở ra nghiêng phần hông phải của mình xuống, căng tay trái về phía sau. Tiếp tục từ vị trí này siết chặt cơ eo của mình lại. Hít vào, bạn nâng hông của mình lên, căng tay trái về phía trước. Sau đó thở ra, hạ tay trái, hạ hông của mình xuống, tay trái về phía sau. Tương tự như vậy, lần hai hít vào, hông lên, tay trái trước. Thở ra, hông hạ, tay trái sau. Ba, hít vào, hông lên, tay trước. Thở ra, hông hạ, tay sau. 4. Hít vào, hông lên cao hết mức cơ thể, cố gắng duỗi căng đầu gối chân trái. Thở ra, siết chặt cái eo, nhấn hông phải của mình xuống. Và lực cuối, 5. Hít vào, hông lên tay trước. Thở ra, hông hạ tay sau. Lại áp luôn tay trái, rút chân trái về phía sau, hít vào, trương vai. Thở ra, gập khuỷu tay, hạ chaturanga. Hít vào tư thế chó ngửa mặt. Và thở ra, ta vào tư thế chó quỷ mặt. Bạn ấn mũi chân nâng hông nhấn vai của mình xuống. Tiếp tục hít vào, bước hoặc nhảy hai chân của mình về phía đầu thảm. Thở ra bằng cặp đầu gối, hạ hông. Lúc này tay của mình chắp ngang ngực. Bạn cố gắng dùng khuỷu tay của mình đẩy hai gối của mình sang ngang. Cảm nhận phần hông của mình đang được kích hoạt hết mức cơ thể. Giữ đây, tư thế ngồi xổm. Rồi hít vào, hạ tay trái, bạn nâng tay phải của mình lên. Thở ra, phồng mạnh tay phải của mình sang lưng. Nếu được, tay trái bằng phồng sang chân trái, hai tay nắm lấy nhau. Sau đó xoắn hết mức cơ sống lưng của mình về phía bên phải. Mở mạnh vai phải, mắt nhìn lên, giữ ba, hít thở 4. Tốt lắm mọi người, và nắm nhẹ nhàng bạn thoát thế. Tiếp theo ta về lại tư thế ngồi xổm, tay chắp. Liên tục dùng hai khuỷu tay tách mạnh hai gối của mình sang ngang. Nếu được, bạn nhón hai gót chân của mình lên luôn, giữ thăng bằng trên ngón chân của mình. Hít thở 4. Đúng rồi. Và nằm thở ra, hạ chân của mình xuống. Đồng thời hạ tay phải, bạn nâng tay trái của mình lên. Tiếp tục hít vào, vòng mạnh tay trái của mình về phía sau lưng. Sau đó thở ra, nếu được tay phải, vòng sang chân phải, hai tay nắm lấy nhau. Liên tục xoắn hết mức cơ thể cơ sống lưng về phía bên trái. Mắt nhìn lên, giữ 4. Hít thở, mở ngực mở vai. Đúng rồi. Và nằm thở ra, ta thoát thế. Này hít vào, tay áp thảm. Từ vị trí này thật chậm rãi, bạn luồn hai tay của mình xuống dưới hai chân. Sau đó nâng hông của mình lên. Lúc đầu gập hai gối hay cảm nhận phần bụng và đùi của mình đang tiếp xúc với nhau. Sau đó từ từ bạn gập người của mình xuống. Nếu được, duỗi căng hai gối của mình về phía sau. Lưu ý, luôn giữ bụng và đùi của mình tiếp xúc với nhau ở tư thế gập này. Hít thở 4. Thả lỏng vai, thả lỏng phần thân trên. Và nằm hít vào, gù lưng, bạn nâng vai của mình lên. Sau đó xoay mạnh vai của mình về phía sau, ta vào tư thế đứng căn bản. Tiếp tục hít vào, tư thế đứng thật thoải mái, lực bạn dồn vào chân phải. Từ từ nâng đầu gối chân trái của mình lên. Lựa chọn số 1, hai tay phồng ôm gối trái. Hoặc lựa chọn số 2, tay phải nắm gối trái, mở tay trái về phía sau lưng. Hoặc lựa chọn số 3, tay phải bạn nắm chân trái, duỗi căng chân trái của mình về phía trước. Tiếp tục xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên trái, cố gắng giữ thăng bằng. Hít thở 4. Và nằm hít vào, hạ tay trái của mình xuống. Thở ra bằng bắt chéo luôn chân trái của mình qua chân phải. Lựa chọn số 1, ấn mũi chân trái chạm thảm. Hoặc nếu được, bằng bắt chéo hai khuỷu chân của mình vào với nhau. Sau đó gập gối đẩy hông của mình về phía sau. Bắt chéo luôn hai khuỷu tay nếu được. Ta vào tư thế con đại bàng. Lưu ý nâng khuỷu tay của mình lên càng cao càng tốt. Hít thở 4. Tiếp tục giữ thăng bằng ở vị trí này. Và nằm, bạn thoát chân, bước mạnh chân trái của mình về phía sau, áp
chân trái của mình về thảm. Sau đó từ từ nâng khuỷu tay ngã đầu ngã vai của mình về phía sau. Tư thế chiến binh đảo, giữ thêm 4. Hít thở và nằm thở ra từ vị trí này bằng cúi gập người của mình xuống. Cố gắng giữ cho hai tay của mình bắt chéo vào với nhau luôn. Thả lỏng vai, thả lỏng đầu. Hít vào bạn thoát tay. Thở ra tay phải áp thảm, nâng tay trái của mình lên. Từ vị trí này bạn đẩy hông, cố gắng duỗi căng đầu gối chân phải hết mức có thể. Mắt nhìn lên, tư thế tam giác nghiêng. Hít thở 4. Đúng rồi. Và nắm lại tay trái bạn phồng mạnh về phía sau lưng, nắm lấy đùi phải. Sau đó từ từ bạn hạ vai phải của mình thấp xuống, càng thấp càng tốt. Nếu được, luôn luôn tay phải của mình xuống dưới đầu gối chân phải, cho hai tay nắm lấy nhau. Sau đó bạn xoắn mạnh phần thân trên về phía bên trái, mở mạnh vai trái của mình ra, mắt nhìn lên, tiếp tục hít thở 4. Và nằm thở ra bạn thoát thế. Hít vào tay phải đặt về phía trên chân phải. Sau đó từ từ bạn nâng chân trái của mình lên. Cố gắng đánh chân trái của mình lên càng cao càng tốt. Giữ đây tư thế bán nguyệt. Hít thở 4. Đúng rồi. Và nằm thở ra hạ tay trái của mình xuống. Rồi ấn mũi chân trái của mình chạm thảm. Sau đó rút luôn chân phải về phía sau, trương vai về phía trước. Tiếp tục hít vào bằng cặp khuỷu tay hạ chaturanga, thở ra tư thế chó ngửa mặt và hít vào tư thế chó quỷ mặt. Nhấn vai, thả lỏng vai hết mức có thể, mắt hướng về lỗ rốn hoặc ngón chân cái của mình. Này hít vào bước hoặc nhảy hai chân của mình về phía trước. Sau đó thở ra bằng nâng vai giữ cho lưng của mình thật thẳng. Từ vị trí này nếu được hai tay của mình nắm lấy hai ngón chân cái. Hít vào nâng vai, thở ra cúi gập người của mình xuống. Bằng gập khuỷu tay tách mạnh khuỷu tay của mình sang ngang, liên tục mở vai. Hít vào, gù lưng nâng vai của mình lên. Này thở ra tư thế đứng, bạn xoay vai của mình về phía sau. Này từ vị trí này lực bạn dồn vào chân trái, gập đầu gối chân phải, nâng gối phải của mình lên. Lựa chọn số 1 hai tay giữ gối phải, hoặc lựa chọn số 2 tay trái nắm lấy gối phải, căng tay phải về phía sau. Hoặc lựa chọn số 3 lúc này tay trái bạn duỗi luôn chân phải của mình về phía trước, tiếp tục xoắn cơ sống lưng hết mức cơ thể về phía bên phải. Giữ 4, mở mạnh vai phải của mình ra, hít thở. Và nằm thở ra ta thoát thế. Lại hít vào bắt chéo luôn chân phải của mình qua chân trái. Lựa chọn số 1 ấn mũi chân chạm thảm, hoặc nếu được bạn bắt chéo hai cổ chân của mình vào với nhau. Tiếp tục gập gối đẩy hông của mình về phía sau. Được nữa thì bạn bắt chéo hai khuỷu tay của mình luôn. Liên tục nâng khuỷu tay của mình lên, đẩy hông của mình về phía sau càng sâu càng tốt. Giữ thăng bằng, hít thở 3. 4. Đúng rồi. Và nằm người nhẹ nhàng bạn thoát chân, bước mạnh chân phải của mình về phía sau, áp chân chạm thảm. Sau đó từ từ bạn nâng khuỷu tay ngã đầu ngã vai của mình về phía sau, giữ đấy tư thế chiến binh đảo. Tiếp tục hít thở. Hít vào nâng vai lên, thở ra cúi gập người của mình về phía trước. Hít thở 3. 4. Đúng rồi, thả lỏng vai của mình hết mức, thả lỏng hông luôn. Và nằm ta thoát tay, tay trái của mình áp thảm, bạn nâng tay phải của mình lên, duỗi căng đầu gối chân trái của mình hết mức, tiếp tục giữ đây tư thế tam giác nghiêng. 3. Mở mạnh vai phải. Liên tục bằng siết chặt cơ đùi phải cuộn ra bên ngoài và đùi trái cuộn vào bên trong. Này hít vào vòng tay phải của mình về phía sau lưng. Sau đó thở ra bạn hạ vai trái của mình thấp xuống, càng thấp càng tốt. Nếu được, luồn tay trái về phía sau chân trái cho hai tay nắm lấy nhau. Sau đó xoắn cơ sống lưng về phía bên phải, mắt nhìn lên, giữ 2, 3, 4. Và nằm ta thoát tay, áp tay trái của mình chạm thảm. Liên tục bằng trường vai của mình về phía trước, đồng thời nâng chân phải của mình lên, tư thế bán nguyệt. Nếu được, bạn cố gắng đánh chân phải của mình lên càng cao càng tốt, mở mạnh khớp hông của mình ra luôn. Giữ 3, hít thở 4.
Tốt lắm mọi người. Và nằm hít vào, hạ tay phải của mình xuống. Thở ra, bước mũi chân phải của mình về phía sau, rút luôn chân trái. Gặp khuỷu tay, hạ chaturanga. Hít vào tư thế chó ngửa mặt. Và thở ra, ta rút về tư thế em bé. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Liên tục hít vào sâu và thở ra chậm. Điều phối lại hơi thở, ổn định nhịp thở và ổn định lại cơ thể của mình ở vị trí này. Rồi hít vào nhẹ nhàng, bạn nâng vai nâng hông lên. Thở ra tôi về lại tư thế chó cúi mặt, nhấn vai của mình xuống. Sau đó bước hoặc nhảy hai chân của mình về phía trước, ta về lại tư thế ngồi xổm. Tiếp tục hít vào, tay áp thảm, bước hoặc nhảy hai chân của mình về phía sau, hạ chaturanga. Sau đó thở ra nâng vai, tôi về lại tư thế chó cúi mặt, nhấn hông của mình xuống. Hít vào, bước hoặc nhảy hai chân của mình về phía trước, gập gối, hạ hông, tư thế ngồi xổm. Tương tự như vậy, lượt hai, hít vào, nhảy chân về phía sau, gập khuỷu tay, hạ chaturanga. Thở ra nâng hông, nhấn vai, tư thế chó cúi mặt. Hít vào, nhảy về phía trước, thở, hạ tư thế ngồi xổm. Lượt ba, hít vào, hạ chaturanga. Thở ra, tư thế chó cúi mặt. Hít vào, nhảy về phía trước, thở ra, hạ tư thế ngồi xổm. Bốn, hít vào, chân sâu, thở, hạ chaturanga. Hít vào tư thế chó cúi mặt, thở ra nhảy về phía trước, hạ tư thế ngồi xổm. Và năm, hít vào nhảy về phía sau, hạ chaturanga. Hít vào tư thế chó ngửa mặt và thở ra tư thế chó cúi mặt, ấn mũi chân, nâng hông, nhấn vai. Rồi từ vị trí này hít vào, bạn đánh chân phải của mình lên. Thở ra gập gối, trương vai của mình về phía trước, gối hướng ngực. Tương tự hai, hít vào chân lên, thở gối hướng ngực. Ba, hít vào chân lên, thở vai vượt khuỷu tay. Bốn, hít vào chân lên, thở ra trương vai về phía trước. Năm, hít vào lên, thở ra. Sáu, hít vào lên, siết chặt cơ bụng của mình lại. Bảy, hít vào chân lên, thở gối hướng ngực. Tám, hít vào chân lên, thở gối hướng ngực. Chín, hít vào lên, thở ra. Và lần nữa, mười, hít vào đánh chân của mình lên. Sau đó thở ra bằng cặp đầu gối chân phải. Nếu được, ta vào tư thế hoàng giả, bước mạnh chân phải của mình về phía sau, ấn mũi chân, nâng hông, phương tay phải qua khỏi đầu, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể. Liên tục siết chặt cơ bụng của mình lại. Hít vào, tay phải của mình về thảm. Sau đó từ từ bạn rút luôn chân phải của mình về phía trước, đặt chân của mình ở giữa hai tay, áp lòng bàn chân trái của mình về phía sau. Sau đó đặt tay phải của mình vào bên trong chân phải. Lúc này bạn luôn mạnh tay phải của mình qua đầu gối chân phải. Nếu được, nhón gót chân trái của mình lên. Sau đó hai tay của mình mở ngang vai, mắt nhìn về phía trước, giữ thăng bằng. Hai, hít thở, ba, bốn và năm. Nơi bạn thoát tay, tay chạm thảm. Tiếp tục hít vào, lực dồn vào chân phải. Bạn trường vai về phía trước, đồng thời nâng chân trái của mình lên. Cúi gập người của mình xuống, ta vào tư thế xoạc đứng luôn. Liên tục đánh chân trái của mình lên, càng cao càng tốt. Hít thở, bốn và năm. Nơi thở ra, lúc này gập đầu gối chân trái. Tiếp theo, nếu được, bạn di chuyển đầu gối chân trái hướng về phía nách trái. Sau đó hạ hông của mình thấp xuống. Hít vào, nâng chân phải. Nếu được, vòng đầu gối chân phải của mình về phía sau, ta vào tư thế con quạ. Từ vị trí này, bật nhảy hai chân của mình về phía sau, chaturanga. Hít vào, tư thế chó ngửa mặt, nâng vai lên. Thở ra, chó cúi mặt, ấn mũi chân, nâng hông, nhấn vai của mình xuống. Thả lỏng vai hết mức có thể. Tiếp tục hít vào, trường vai về phía trước, tư thế tấm ván. Sau đó thở ra, về lại tư thế chó cúi mặt. Lần hai, hít vào tấm ván, thở ra, chó cúi mặt. Ba, hít vào tấm ván, thở, chó cúi mặt. Bốn, hít vào, siết chặt cơ bụng của mình lại, thở, nhấn vai. Năm, hít vào tấm ván, thở, chó cúi mặt. Sáu, hít vào, thở ra. Bảy, hít vào, thở ra, cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại. Tám, hít vào, thở ra. Chín, hít vào, trường mạnh vai về phía trước.
thở ra nâng hồng nhẫn vai, và lượt cuối 10 hít vào 8 ván, thở ra chỏ quỷ mặt, sau đó bạn đánh chân trái của mình lên cao, hít vào gối trái hướng ngực, thở ra chân cao hơn nữa, hai hít vào gối hướng ngực, thở đánh chân lên, ba hít vào, thở ra, bốn hít vào, thở ra, năm hít vào trường mạnh vai về phía trước, thở ra, sáu hít vào, thở ra, bảy hít vào siết chặt cơ bụng của mình lại, thở ra, tám hít vào, thở ra, và chín hít vào gối hướng ngực, thở ra đánh chân của mình lên, hít vào bằng gập đầu gối chân trái, giữ đây hoặc nếu được ta vào tư thế hoàng giả, bước mạnh chân trái về phía sau, nâng hông, vươn tay trái qua khỏi đầu, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể, giữ 4. Và nằm nơi nhẹ nhàng, ta thoát thể bằng hạ tay trái, tiếp tục hít vào, bước luôn chân trái của mình về phía trước, áp lòng bàn chân phải của mình về phía sau. Sau đó bạn hạ vai trái của mình thấp xuống, cố gắng luôn luôn tay trái của mình xuống dưới nách trái. Giữ đấy, hoặc lựa chọn số 2, bạn nhón gót chân phải của mình lên, từ từ tách mạnh hai tay của mình sang ngang, mắt nhìn về phía trước, giữ 2. 3. Cố gắng giữ thăng bằng, hít thở 4. Và 5. Hạ tay của mình xuống, hít vào, lực dồn vào chân trái. Từ vị trí này thật chậm rãi, bằng trường vai, nâng chân phải của mình lên. Sau đó cúi gập người của mình xuống, ta vào tư thế xoạc đứng luôn, giữ 2. Cố gắng giữ thăng bằng 3. 4. Và 5. Thở ra gập đầu gối chân phải. Sau đó đặt đầu gối chân phải vào sâu trong nách phải. Tiếp tục hít vào, hạ hông của mình thấp xuống. Từ từ bạn nâng chân trái của mình lên, vòng luôn đầu gối chân trái của mình về phía sau, ta vào tư thế con quạ. Và tương tự, từ vị trí này bật hai chân về phía sau, hạ chaturanga, hít vào tư thế chó ngửa mặt. Sau đó thở ra tư thế em bé, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Liên tục hít sâu và thở chậm, điều phối lại hơi thở và ổn định lại nhịp thở. Hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Rồi hít vào, nâng vai của mình lên, ta vào tư thế ngồi anh hùng. Từ từ thở ra, bạn xoay tròn cổ của mình từ trái sang phải, hoặc từ phải sang trái. Thả lỏng vai, thả lỏng cổ, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, gù lưng của mình về phía sau. Thở ra, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Tương tự như vậy, hít vào lần hai bằng gù lưng hạ tay xuống. Thở ra, lưng thẳng, nâng tay lên. Ba, hít vào gù lưng, tay xuống. Thở ra, lưng thẳng, tay lên. Bốn, hít vào, tay xuống. Thở ra, tay lên. Và lượt nữa, nằm hít vào, gù lưng tay xuống, thở ra lưng thẳng, tay lên. Rồi sau đó thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Tư thế ngồi thật thoải mái, bằng duỗi hai chân của mình về phía trước. Hít vào, trường vai, thở ra cúi gập người của mình về phía trước. Nếu được hai tay nắm lấy hai chân, liên tục vừa trường vừa gập hết mức cơ thể, giữ 2. 3. Cố gắng giữ cho lưng của mình thật thẳng, mở ngực mở vai, 4. Và 5, hít vào, nâng vai của mình lên. Này thở ra, tư thế ngồi thật thoải mái. Liên tục từ vị trí này giữ cho lưng của mình thật thẳng, hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Thở ra, bạn xoắn lưng về phía bên phải, mở ngực, mở vai. Hít thở, 4. Nằm hít vào về chính diện, tay lên. Thở ra, xoắn theo chiều ngược lại. Thư giãn sâu cột sống lưng, phần vai, phần đùi của mình. Hít vào, chính diện, hai tay lên. Thở ra, bạn thoát thể. Rồi, và bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, mời bạn đăng ký kênh với mình để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste,
Chúc các bạn một ngày vui.